Quỹ ETF ngoại quy mô hơn 400 triệu đô đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam thông báo dừng hoạt động. Đây là thông tin mới nhất được đưa ra. Quỹ ETF là quỹ mà đầu tư theo chỉ số thị trường chứng khoán và vì vậy nên nắm giữ lượng lớn các mã cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường. Quỹ ngoại này thì có tên gọi là MSCI Frontier and Select ETF, vốn được biết đến rộng rãi trước đây. Và quỹ này thì chuyên đầu tư vào các thị trường mới nổi như là thị trường Việt Nam, và các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của quỹ này thì trước đây chiếm tỷ trọng lớn nhất là hơn 28%. Tuy nhiên đến thời điểm ngày 10 tháng 6 vừa qua thì tỷ trọng này giảm xuống chỉ còn hơn 18%. Và đây là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao mà áp lực bán ròng của khối ngoại khá là mạnh trên thị trường trong các tháng vừa qua. Ngày dừng hoạt động của quỹ dự kiến là ngày 31 tháng 3 năm 2025. Ở thời điểm bây giờ thì mới chỉ là tháng 6 năm 2024. Vì vậy nên là thời gian để bán ra của quỹ tiếp tục thì sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên thì các mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ cho đến bây giờ là ba cổ phiếu, đó là Hòa Phát với khối lượng là hơn 8 triệu cổ phiếu, của nhóm cổ phiếu họ Vingroup như là VIC hay là Vinhome với mỗi cổ phiếu chiếm khối lượng là hơn 4 triệu cổ phiếu. Có thể thấy khối lượng còn lại của các mã cổ phiếu trong danh mục của quỹ ETF thì không còn là quá lớn. Vì vậy nên là sau khi áp lực bán ròng của khối ngoại đã rất là mạnh trong tháng 5 vừa qua thì kỳ vọng trong tháng 6 này áp lực bán ròng sẽ giảm bớt dần. Và ngoài ra thì với danh mục của quỹ đã được công bố đến thời điểm bây giờ còn lại với các mã cổ phiếu khối lượng như vậy thì kỳ vọng là sẽ có lực cầu nội hấp thụ cái lực bán ra của khối ngoại. Đà bán ròng mạnh của khối ngoại sẽ không còn là áp lực ghìm chân thị trường trước ngưỡng đỉnh cũ 1.300. Nhà đầu tư hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin quan trọng cũng như các cơ hội cổ phiếu tiềm năng trên thị trường.